Vì sao vợ ông Triệu Thái Vinh không biết con mình được nâng điểm mà vẫn bị kiểm điểm? Chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Tin Tức Dân Trí. Bà Phạm Thị Hà, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Hà Giang, vợ nguyên Bí thư tỉnh ủy Hà Giang Triệu Thái Vinh, không biết con mình được ép chồng tác động nhờ người khác nâng điểm thi, vậy tại sao bà Hà vẫn bị yêu cầu kiểm điểm sâu sắc, nghiêm túc rút kinh nghiệm? Ngày 1 tháng 10 vừa qua, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy tỉnh ủy Hà Giang đã có thông báo số 307 về việc xem xét xử lý đối với cán bộ, đảng viên có liên quan sai phạm trong kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2018 tại Hà Giang. Theo đó, bà Phạm Thị Hà, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, vợ nguyên Bí thư tỉnh ủy Hà Giang Triệu Thái Vinh, bị yêu cầu kiểm điểm sâu sắc, nghiêm túc rút kinh nghiệm tại chi bộ và đảng ủy của sở này vì đè em chồng bà Triệu Thị Giang, trưởng phòng kinh tế đối ngoại, sở kế hoạch và đầu tư, em gái ruột của ông Vinh, tác động người khác nâng điểm thi cho con gái mình. Ngày 3 tháng 10, trao đổi với phóng viên Dân Trí, bà Nguyễn Thị Tố Oanh, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy Hà Giang cho biết, tại thời điểm bà Triệu Thị Giang nhờ người khác nâng điểm cho cháu mình, thì thí sinh mang tên Triệu N.M, con gái ông Vinh, bà Hà, vợ chồng bà Hà ông Vinh không biết việc được nhờ vả và không biết ai đã nâng điểm cho con mình. Khi phóng viên thắc mắc, bà Hà không biết tại sao con gái mình được tác động nâng điểm thi, vậy tại sao bà vẫn bị kiểm điểm sâu sắc, nghiêm túc rút kinh nghiệm, bà Oanh giải thích. Khi sự việc đã vỡ lở, vợ chồng ông Vinh, bà Hà không biết tại sao con mình được nâng điểm. Cho tới giờ khi khởi tố vụ án hình sự, khi bị can Nguyễn Thanh Hoài khai vợ chồng ông Vinh, bà Hà mới biết con mình được nâng điểm như thế nào. Bà Nguyễn Thị Tố Oanh giải thích thêm, khi đã biết con mình được nâng điểm thi, bà Hà không báo cáo tổ chức đảng nơi mình công tác về lý do con mình tại sao được nâng điểm thi mà cứ để mặc cho việc này trôi đi. Chính vì vậy, bà Hà đã làm ảnh hưởng đến uy tín của chồng, của mình và nơi mình công tác, nên chúng tôi mới yêu cầu bà Hà phải kiểm điểm sâu sắc, nghiêm túc rút kinh nghiệm tại chi bộ và đảng ủy của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Giang. Đây chỉ là hình thức kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với bà Hà, chứ không phải hình thức kỷ luật của đảng. Cũng theo Bảo Anh, đối với ông Triệu Thế Vinh, do là ủy viên Trung ương Đảng nên không thuộc thẩm quyền của Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy Hà Giang và không thuộc thẩm quyền của tỉnh ủy Hà Giang. Ông Vinh thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư Quản lý. Hiện tại, ông Vinh vừa chuyển về làm Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương nên thẩm quyền thẩm tra, xác minh, xử lý thuộc về Trung ương. Về việc dư luận cho rằng thời điểm bà Giang tác động người khác để nâng điểm thi cho cháu mình, vợ chồng ông Vinh bà Hà có thể biết và cho rằng Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy Hà Giang không làm rõ được bản chất vụ việc. Bà Anh nói, vụ án này sẽ được đưa ra xem xét vào ngày 14, 15, 16 tháng 10 tới đây. Các bị cáo khai mọi việc trước phiên tòa, lúc đó mọi chuyện sẽ được rõ ràng. Còn về nguyên tắc đảng, chúng tôi thẩm tra, xác minh đến đâu thì xử lý đến đó. Trước đó vào ngày 22 tháng 8, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Hà Giang đã hoàn tất cáo trạng bổ sung vụ án gian lận thi cử điểm thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2018 xảy ra tại tỉnh này, đồng thời truy tố 5 bị can trong vụ án. Đối với phụ huynh thí sinh được nâng điểm trong kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia 2018 tại Hà Giang, cơ quan chức năng đã xác định có 210 phụ huynh của 107 thí sinh được nâng điểm. Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Hà Giang đã có báo cáo đề xuất gửi Thường trực tỉnh ủy Hà Giang chỉ đạo các cấp ủy, cơ quan, đơn vị có thẩm quyền xử lý những bậc phụ huynh theo quy định của Bộ Chính trị về xử lý đảng viên kỷ luật, luật cán bộ, công chức và luật viên chức. Trong vụ án này, có một số người liên quan đến vụ án ngoài 5 bị can nêu trên. Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Hà Giang vẫn đang tiếp tục điều tra xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ để tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật. Các bạn nhớ like và subscribe kênh YouTube Tin Tức Dân Trí để cập nhật tin tức mới nhất mỗi ngày các bạn nhé! Huấn Hoa Hồng bị đưa đi cai nghiện bắt buộc. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Tin Tức Dân Trí. Huấn Hoa Hồng, cái tên được cộng đồng mạng biết đến qua những hình ảnh khoe của, đã bị Công an quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh ra quyết định đưa đi cai nghiện bắt buộc.